Hỡi đấng chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va và ca tụng danh của Ngài. Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài. Trên nhạc khí 10 giây và trên đàn cầm, hòa thinh với đàn sắt. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài. Tôi sẽ mừng rỡ về các việc tay Ngài làm. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài lớn biết bao, tư tưởng Ngài rất sâu sắc. Người u mê không biết được, kẻ ngu dại cũng chẳng hiểu đến. Khi người dữ mọc lên như cỏ, và những kẻ làm ác được hưng thịnh, ấy để chúng nó bị diệt đời đời. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài được tôn cao mãi mãi. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, kìa, kẻ thù nghịch Ngài, kìa, kẻ thù nghịch Ngài sẽ hư mất, hết thảy kẻ làm ác đều sẽ bị tản lạc. Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót, tôi được sức bằng dầu mới. Mắt tôi cũng vui thấy kẻ thù nghịch tôi bị phạt, và tai tôi vui nghe kẻ ác giá nghịch tôi bị báo lại. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Liban. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi, hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng. Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa.